Ok, 200 người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gat đây, và hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách sinh tồn trong thế giới. Khi chúng ta tiêu diệt zombie thì chúng ta sẽ nhận được vật phẩm cực VIP. Yeah. Và như các bạn đã biết, tháng trước á, mình có làm video về Minecraft tiêu diệt zombie sẽ nhận được đồ VIP rồi. Nhưng mà đó là của tác giả khác và vật phẩm nó cũng khác luôn. Đó. Lần này thì mình không biết là nó sẽ rơi vật phẩm cực VIP gì. Thì mình cùng các bạn bắt đầu sinh tồn luôn nha. Let's go. Bây giờ mình sẽ đập gỗ. À khoan, quên mọi người, chưa reload thế giới. Thì trong cái database này, tác giả bảo là sẽ có một cái vũ khí cực VIP từ con zombie. Mình sẽ tận dụng đồ VIP để đánh rồng nha mọi người. Và tiêu diệt zombie thì cũng dễ dàng thôi, nó cũng không khó gì cho lắm. Ok, bây giờ thì mình sẽ chế tạo một cây cúp gỗ, rồi sau đó chúng ta đi mai chế tạo đồ đá, rồi sau đó chúng ta sẽ xuống hang sau tìm zombie, hoặc là mình có thể thức đến tối đợi zombie xuất hiện rồi mình tiêu diệt luôn. Khá là easy các bạn à. Ở đây có rất là nhiều quả mọng này, lấy lên. Xuống hang thì chúng ta cần nhiều thức ăn tí, mấy cái quả mọng như vậy cũng được rồi. Mấy con cáo mà nó ở chỗ này chắc là nó thích lắm. Ok, được 38 quả mọng ngọt. Và bây giờ chúng ta đi tìm cái bãi đá nào đó để đi mai nha mọi người. Mình spam gần khu núi cho nên là đá rất là nhiều luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ chế tạo một cây cúp đá, rồi mình sẽ chế tạo một cái kiếm luôn để đánh zombie. À đúng rồi ha, mình chế tạo rìu thôi chứ chế tạo kiếm làm gì ta. Thôi kệ đi, lỡ rồi. Mình sẽ đào một tí than ở đây để mà chúng ta làm đuốc xuống phía dưới hang nha mọi người. Mình không cần phải xuống mai sắt hay gì, mình chỉ cần xuống tìm zombie thôi. Rồi chúng ta đi tìm hang thôi mọi người ơi. Ok, mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xuống phía dưới hang. Nãy giờ đi thì vẫn chưa thấy cái hang nào các bạn ơi. Cái khu rừng thông này khó tìm hang quá. À đây rồi, cuối cùng cũng thấy hang các bạn ơi. Wow, hang này khá là tối, mình nghĩ là sẽ có zombie ấy. Không như mình nghĩ các bạn. Nhìn cái hang này, vãi nồi thì chứ. Cái hang nó bao vòng vòng cái rồi. À khoan, vẫn còn đường nha. Đừng bảo mình là hang cùng nha. Ui, thiệt luôn rồi. Mình nghe có tiếng nhện mà ta. Chắc là nó thông qua một cái hang khác á. Thôi bó tay rồi. Chúng ta đi tìm một cái hang khác thôi mọi người ạ. Đây rồi, đây rồi, con nhện. Thì ra là con nhện nó kêu bên đây. Ui. Ui vãi, nhìn cái hang nào mọi người. Hang như vậy thì làm sao có zombie trời. Vậy là tụi zombie nó biết là mình đang săn tụi nó để lấy đồ VIP cho nên là tụi nó trốn hết rồi. Lúc nào cũng vậy hết. Một cái hang khác mọi người ạ. Ngon, kế bên cái hang hồi nãy luôn. Ui thật luôn mọi người ạ. Xuống đây thì chỉ có sắt thôi. Còn lại thì không có gì luôn, không có một con quái vật nào luôn á. Ok, cứ đào đi ha. Lỡ mày lát nữa mình cần cái xô để tạo cổng địa ngục thì sao. Rồi mình sẽ lên phía trên lại nha mọi người. Uổng công leo xuống đây, rốt cuộc chả thấy một con quái vật nào cả. Chắc là mình đợi trời tối thôi mọi người ạ. Chứ mà xuống hang tìm quái vật hơi khó ha. Lần đầu tiên mình thấy mình đi tìm quái vật như vậy luôn á. Yeah, và mình đã đi qua cái vùng khác rồi. Vùng rừng xanh tươi. Có vẻ như là mình phát hiện chỗ cái rừng thông này vẫn còn vài cái hang mọi người ạ. Đây rồi. Hang này khá là sâu mà mình vẫn chưa nghe tiếng zombie. Đấy rồi. Zombie, trời ơi, lần đầu tiên thấy zombie như là báo vật vậy mọi người ạ. Ui, có vài con skeleton nha. Khoan. Chúng ta cần phải có cái khiên mọi người ạ. Không thôi là tụi nó hành mình chết đấy. No. Ui, nó bắn con zombie rồi. Ui, nhưng mà mình vẫn bị tụi ske bắn nè mọi người. Cay thì chứ. Bây giờ thì mình cầm một cái raptin. Rồi sau đó thì mình chế tạo một cái lò nung để mình nung sắt lên, mình làm cái khiên mọi người ạ. Ok, như các bạn thấy thì những người xem video của mình á, chỉ có 26% là những bạn đã đăng ký kênh mình. Còn những bạn chưa đăng ký kênh mà xem video mình, tới tặng 73% lận. Mình muốn là cái chỗ người đăng ký của mình á tăng lên, người chưa đăng ký giảm xuống. Và mình mong là các bạn đăng ký ủng hộ kênh mình để mà mình có động lực làm thêm mấy cái Minecraft khác cho mọi người xem. Ấn đăng ký rồi các bạn nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh để mà mình ra video thì sẽ thông báo với các bạn nha. Trời ơi, nó bắn ác thì chứ, nhìn nè mọi người. Nó ghim mũi tên thẳng vào não mình luôn. Hên là mình vẫn còn nhớ được. Mình không quên các bạn. Dạ, và đây chúng ta đã có cái khuyên nha mọi người, để mà đỡ con quỷ skeleton. Nhưng mà cái quả mọng này ăn hồi máu lâu quá, thật sự luôn á. Ui, nó nổ chết con zombie rê đầu whip kìa mọi người. Wow, một cây xẻng nether brick. Mình không biết nó enchant như nào nữa. Dạ, mình nung được 3 cục sắt rồi. Và chúng ta sẽ chế tạo cái xô nha mọi người. Rồi còn một cục sắt thì mình làm một cái bật lửa. Mình sẽ rơi từ từ xuống này. Rồi đánh vào con scale luôn. Wow. Còn Ripper các bạn à. Chạy. Không biết là sẽn lên trên như nào nữa. Lên trên thì mình sẽ cho các bạn coi. Và mình đã nung được 3 cục sắt nữa rồi. Hiệu suất 10, chậm hỏng 10, giá tay 10. Và nó bảo là UT 1000 năm cái gì đó các bạn à. Nó bảo là cái sẽn này đã tồn tại được 1000 năm rồi.
Chắc là vậy á. Rồi cái này nó kêu là cung này để đánh rồng hay gì đó. Mình thấy có chữ Dragon này rồi thêm vài cái. Nói chung là tiếng Anh của mình bị gà nên mọi người thông cảm nha. Ui cái gì vậy? Vẫn còn scare à? Vẫn còn nghe tiếng zombie ở phía dưới nữa. Đây rồi, mình sẽ dùng cung này bắn vào con scare có thử nha. À con zombie nó nằm ở đây rồi. Cung gì vậy chơi? Các bạn thấy mình bắn gì không? Mình bắn con zombie một cái chết luôn. Kinh thật sự à. Ok ok, qua bên đó lượm đồ thôi. Đây này mọi người. Giáp ngon, một cây cuốc ngon luôn. Không thể tin được, mình vẫn còn nghe tiếng zombie nha. Không ngờ là đồ này nó vip cực kỳ luôn á. Nó vip hơn lần trước luôn á mọi người à. Lần trước chỉ là những món này là rít cực kỳ cùi thôi. Lần này làm những món này rít cực kỳ mạnh luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ xuống phía dưới này. Mình tiêu diệt con zombie để lấy thêm đồ nha. Và cái cung này hình như là nó vẫn không vô hạn. Ui, cung vô hạn các bạn ơi. Sao mà nó không hiện in trên lên ta. Chúng ta lên phía trên săn zombie nó ngon hơn nha. Mình sẽ cố gắng tìm cái kiếm cực mạnh. Quá tuyệt vời rồi. Chúng ta có một đôi giày cực kỳ xịn luôn. Wow, chăn lạnh này mọi người. Quá tuyệt vời. Ui no, mình giết con mực rồi. Bên hang này vẫn không có con zombie nào luôn. Thôi kệ, chúng ta đi qua bên đây chắc chắn sẽ gặp zombie thôi. Trời, cái quả mọng này ăn ngán cực kỳ mọi người. Thật sự là ăn nó hồi máu cực kỳ lâu luôn. Với lại là cái thanh đói nó hồi lại nhanh lắm. Đấy, các bạn thấy không, mình vừa chạy vài cái là nó bắt mình ăn tiếp này. Zombie đúng không? Ngon, đã tới lúc rồi mọi người ơi. Mình sẽ dùng cung bắn nó một cái chết luôn. Các bạn thấy gì không? Đây rồi, cây kiếm của con zombie. Ôi, giáp kìa mọi người. Cây kiếm gì đây, trời ơi. Một đôi giày cực mạnh y như hồi nãy luôn. Một cây rìu nữa. Cây rìu 15 sức tấn công. Để đánh rồng hết chê luôn. Kiếm gì đây? Các bạn nhìn hiệu ứng nè. Nhìn ghê không? Rồi mình sẽ dùng kiếm này đánh vào con zombie thử. Nó rơi mũ cho mình nữa này, ngon. Quá tuyệt vời rồi các bạn à. Mày hả nhện? Áo giáp thì nó bảo là được đúc từ dân làng và sử dụng 10.000 mảnh rồng để mà nâng cái giáp này. Mình dịch đại đó mọi người, thực sự là mình không có biết đâu. Ok, thì mình nhặt được một cái kiếm thánh từ con zombie. Mình sẽ gọi là kiếm thánh zombie nha mọi người. Mày hả zombie? Lại thêm một cái xẻng nữa. Ui, có zombie dân làng này. Zombie dân làng không rơi đồ vip. Ok, mình chỉ thiếu cái quần thôi. Nhưng mà mình là người ghét cái quần, mình cũng không cần cái quần đâu. Bây giờ thứ mình cần đó chính là cái cúp. What, vừa nói luôn các bạn. Cúp này có tên là The World Easter. Mỗi món đồ thì nó có tên riêng cũng khá là thú vị á mọi người. Mình nghĩ là như đây đồ vip là đủ rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn này, cái rìu cũng có nhặt luôn, quá ngon. Trước hết thì mình đi vòng vòng này mình tìm thức ăn đã. Đánh nó một cái này nó rơi thịt chín luôn. Đó, tuyệt vời không mọi người. Lại zombie này, ngon. Ok, lần này rơi giày xỉn. Chắc là mình tìm tọa độ tới cổng địa ngục thôi mọi người à. Mình vừa nhặt được cái quần luôn mọi người ơi. Nó bảo là cái gì đó. Thôi kệ đi, mặc đại vô chứ nó bảo gì mình cũng không biết đâu. Ở đây có lava mọi người à. Ngon, và bây giờ mình sẽ tạo cổng ở đây luôn. Ok, thế là chúng ta đã có cánh cổng địa ngục. Và bây giờ mình sẽ tới cái hồ này tìm cục sỏi. Có vẻ như cái hồ này không có sỏi các bạn ơi. Hello chó con. Nè, cho miếng xương nè, chạy đâu rồi? Chạy khá là nhanh. Thế là mình đã có một em chó con. No, ui vãi à, con quỷ Viper nó vừa nổ chó con của mình. Mình đi thẳng lên trên núi như vậy rồi mà không có một con động vật nào là sao trời. Các bạn nhìn cái đồng bằng nè, một con heo, ba con cừu, phía xa xa có mấy con lừa thôi. Động vật rất là ít các bạn ơi, chả hiểu kiểu gì à. Thôi kệ đi, mình sẽ vô địa ngục, sau đó mình sẽ tiêu diệt mấy con hotlink để lấy thịt heo. Thế là mình đã có đá lửa rồi, sau đó mình sẽ chế tạo cái bật lửa. Lần sau mình có thêm một con zombie kìa, nhưng mà mình đã đủ đồ để đánh rồng rồi, chả cần phải tiêu diệt zombie nữa đâu. Heo đây rồi, lấy kiếm thánh zombie ra và mỗi con một đánh nè. Đó, thế là thịt heo của mình lên cả đống luôn. Lại một con zombie không biết điều. May, chúng ta sẽ bước vào địa ngục. Cho chó con ở đây đợi đi mọi người. Thế là mình đã vào địa ngục. Ui, ngay cái rừng xanh luôn các bạn à. Khoan mọi người à, mình cần chế tạo thuyền. Chúng ta sẽ chặt gỗ này, rồi làm một cái ratin. Rồi sau đó chúng ta sẽ chế tạo thuyền. Easy. Rồi, ui vãi, nó tự nguyện ngồi lên kìa mọi người. Thì ra mày chọn cái chết. Bảy ngọc và tiếp tục. Ê, lên thuyền này bạn. Đó. Ui, lava đâu vậy? Ui, cái gì vậy? Lava.
không hiểu lắm các bạn à, tự nhiên lava đâu từ trên kia chảy xuống. Mình sẽ dùng cây rìu nhặt này mình đánh một cái cho Ender nó chết luôn nha mọi người, mình khỏi dùng kiếm lửa. Đó, tại vì cây rìu này nó không có lửa. Nhưng mà nó vẫn có nhặt. Ui, sao không rơi cục nào vậy? Mình mà dùng kiếm lửa mình đánh là nó dịch chuyển mất tiêu á. Gỗ này thì không thể nào chế tạo thuyền được. Ủa bên kia khá là đông Enderman á. Mình nhìn xa cho nó qua đây nè. Mong là sẽ dịch chuyển qua đây. Đó. Mình thử cây rìu một lần nữa xem. Ôi ôi cái gì vậy? Ôi. Từ từ. Anh nào cũng có phần hết, từ từ thôi. Đó, rơi này, ngon. Wow, cả đống luôn mọi người ạ. Dư luôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm đường tới Forchest nha. Forchest cách xa mình 450 mấy lóc. Bây giờ mình sẽ dùng ngọc mình đi tới đó cho nó lẹ. Chắc là mình cần phải băng qua cái vùng núi lửa này rồi. Hơi khó khăn nhưng mà mình sẽ cố gắng. Thế là mình đã băng qua được chỗ đường đỏ rồi. Đây, đây là cái đường mình mới bắt lóc qua nè. Forchest nó ở đây nha mọi người. Ok, cuối cùng mình cũng tới được Forchest rồi mọi người. Mình nghe tiếng lửa rất là nhiều luôn. Không biết là của con bị lửa hay là lửa thường. Nghe tiếng scare các kiểu luôn. À, quỷ lửa các bạn ơi. Ôi, ôi, đông đông đông. Ui, từ từ mấy nơi. Làm gì mà căng, từ từ thôi. Ồ, có vẻ giáp này khá là mạnh các bạn à. Ô, quỷ lửa của mình. Hình quá, nó rơi ở đây. Trời, cái kiếm này nó bốc ra nhiều khói quá. Và chúng ta sẽ đi tìm cái chỗ spam quỷ lửa. Ok, mình nghe tiếng quỷ lửa rất là nhiều luôn. Ui, hai cái lồng spam, cái gì vậy? Yeah, 12 bê lửa luôn. Ok, mình về nhà được rồi á. Và bây giờ mình sẽ chế tạo bột lửa. Rồi sau đó chúng ta sẽ chế tạo 12 mắt. Ender, đi nào bé chó của mình. Rồi, đi tới sờ trong. Nói chung là đi tới cộng đồng đi. Lần trước á, thì mình có nói mấy cái English của mình. Thật sự là mình rất là gà tiếng Anh các bạn à. Mình phát âm thì nó không có chuẩn. Chứ mình đâu có nói là mình giỏi tiếng Anh đâu. Nên là mình phát âm không có chuẩn cho lắm. Như là mấy cái Forchest hay là Baton Realman hay là Sejong Hot á. Mình nói nó bị quen rồi cho nên là lên video mình cũng nói vậy luôn. Cho nên là ấy, các bạn thông cảm cho mình nha. Thì bây giờ mình sẽ dùng tiếng Việt luôn. Mình sẽ nói là tới cộng đồng chứ không nói là Sejong Hot nữa. Đấy, mình phát âm khá là ngu nên các bạn thông cảm cho mình nha. Lần trước có nhiều bạn nói mình vậy rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi tới cộng đồng nha mọi người. Và cộng đồng cách xa mình khoảng 1.000 lóc khá là gần. Không biết là nó có dịch chuyển xuống được hay không nữa. Có vẻ như Lucky nó dịch chuyển không được các bạn à. À đây rồi, trời ơi, cứ tưởng không vô được chứ. Rồi bây giờ đi tìm cái cộng đồng thôi. Lucky của mình nó lại đi lạc rồi các bạn à. Lucky ơi, đây rồi. Do hiệu ứng nó bao phủ quá cho nên mình không để ý Lucky của mình. Ở đây có một cái chết, có một trái táo. Rồi khá là nhiều block linh tinh á, bỏ hết đi. Cộng đồng đâu rồi? À các bạn, ôi ơi, nhờ tiếng các bạn mới biết cộng đồng nó nằm ở đây á mọi người. Đập cái lồng ra và chúng ta cho mắt Ender vào. Khoan, trời ơi, mạo hiểm mày bạn. Rồi, chui vô trước đi. Đây, mình sẽ đẩy Lucky của mình vô. Đó, rồi mình vô luôn. Trời, nó dịch chuyển luôn kìa. Phóng ngọc lên. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiêu diệt rồng Ender thôi. Trước tiên là phá hủy mấy cục pha lê trước đã. Đó, easy. Wow, bắt phát bắt trúng luôn. Lần này bắn hơi bị xịn nha. Ok, chỉ còn vài cục nữa thôi. Lucky đứng ngó mình bắn quá trời. Ui, con rồng này nó bị sao vậy? Nó phóng độc liên tục luôn. Ui, ui, cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Ui, Lucky cắn nó đi. Trời, Lucky kiểu bất lực luôn. Tại vì con này nó dịch chuyển nhiều quá. Mình còn hai cục trong lòng với lại một cục cao cao kia nữa. Dạ, yeah, đã vỡ luôn. Rồi, cục trong lòng thứ hai. Rồi, vỡ luôn, easy. Bây giờ mình sẽ dùng cung này bắn đồng thử nha. Ui, cung này khá là yếu các bạn. Các bạn thấy mình bắn đồng một phát như vậy mà nó tốn con xíu máu à. Chắc là phải dùng kiếm thánh zombie tiêu diệt nó rồi. Ô, còn một cục nữa các bạn ơi. Ôi vãi à, quên đi chứ. Còn cục cao cao này nè. Cố gắng phá hủy cục này. Ok, đã vỡ luôn. Dạ, yeah, và chúng ta bắn rồng thoải mái luôn anh. Yeah, cuối cùng nó cũng xuống rồi. Nhân cơ hội này bắn cho nó tốn máu này. Rồi ok, dùng kiếm thôi.
Ui, Lucky qua đây này, qua đây. Ok, tí nữa bị độc rồng hạ chết nha con. Và mình sẽ dùng cung hạ con rồng này đơ. Ok, còn một xíu máu nữa thôi, cố gắng nào. Yeah, một mũi nữa, đó, easy các bạn ơi. Mình không thể sử dụng kiếm thánh để hạ con rồng, nhưng mà mình có cung của gì không biết. Dạ, chúng ta lấy trứng rồng thôi. Và mình để ý là con rồng Ender lần này á, nó phun độc rồng hơi bị nhiều luôn các bạn à. Đúng không mọi người? Cực kỳ nhiều luôn. Và cái trứng rồng nó dịch chuyển độc tiêu rồi. Oh, cái trứng rồng nó đông mắt luôn rồi mọi người à. Oh, không lẽ nó trở về Overworld rồi ta? Mình nghĩ là nó đã dịch chuyển vô Overworld rồi. Chứ đi vòng vòng nãy giờ chả thấy. Ok, trở về. Ui, Lucky. Thôi xong rồi, bỏ Lucky trong đó luôn rồi mọi người à. Vãi à. Đây, trứng rồng nó ra ngoài này nè. Ok, mình đã có trứng rồng nha mọi người. Và mình quên cho Lucky ra ngoài các bạn à. Thế là nhốt nó trong The End luôn. Khá là tội đó. Nó sẽ trở thành chó The End. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video sinh tồn trong thế giới. Khi chúng ta tiêu diệt zombie thì chúng ta sẽ nhận được kiếm thánh của zombie nha mọi người. Và các bạn đừng quên để lại cho mình một like cũng như comment phía dưới là fangat để mình thả tim. Và hẹn các bạn vào video Minecraft lần sau. Bye bye. Anh hùng trong